Chợ Bến Tre xin kính chào quý vị khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang đứng tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Và ngày hôm nay chợ Bến Tre tiếp tục review giới thiệu đến quý vị khách hàng một căn nhà mái thái vượt cấp ha. Với tổng diện tích là 154,6 m², có mặt ngang phía trước tiếp giáp đường là 6 m, có chiều dài là 25 m ha. Có sẵn là 102,7 m² là đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha. Và hiện tại con đường quý vị đang thấy đây, chúng ta chạy thẳng ra huyện lộ 173 mới là khoảng 1 km nhé quý vị hàng. Và con đường bên đây chúng ta chạy ra thẳng ra trường cao đẳng Bến Tre là khoảng 200 m ha. Và căn nhà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị khách hàng là căn nhà này. Đó. Căn nhà mái thái vượt cấp ha. Có sẵn thổ cư luôn, có sẵn sổ luôn, sổ thể hiện đường đi luôn á quý khách hàng. Đây, hiện tại thì nhà của chúng ta thì có cổng rào ha, bằng sắt ha. Đó, thì có xây hàng rào là bao bọc xung quanh luôn ha. Sân thì hiện tại là được lót là đá nhám ha quý khách hàng. Đó, đây, cổng rào bằng sắt, sơn màu trắng, rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Đó, phía trước nhà của chúng ta nè, đó, quý vị nhìn ha, rất là đẹp luôn, rất là sang trọng. Phần phía nền của chúng ta thì được lót gạch đá bóng kiến ha quý vị hàng. Đây, cửa thì hiện tại là cửa sắt ha, lọng kính ha, rất là kiên cố, rất là chắc chắn luôn. Đó, đây là phòng khách, không gian phòng khách của chúng ta. Không gian phòng khách thì căn nhà thì được đóng là la phong thạch cao vừa cấp ha, trang bị là đèn hộp luôn. Đó, tường thì ốp cao 1,5 m ha. Mời camera vào. Thì được trang bị là sẵn rèm cửa luôn ha quý khách hàng. Đó, thì nhà của chúng ta thì có 3 phòng ngủ ha. Thì mời quý vị khách hàng đi theo tôi. Đây là phòng ngủ thứ nhất ha. Cửa hiện tại là cửa nhôm ha, lọng kính ha quý khách hàng. Phần bên trong thì nền thì được lót gạch bông ha. Từ ở phía trước nhà ra phía sau nhà ha. Tường thì ốp cao 1,5 m. Phía trên thì được sơn màu trắng ha. Trần nhà thì được đóng la phong thạch cao luôn. Đèn hộp. Vân vân. Mời quý vị khách hàng tiếp tục qua phòng ngủ thứ hai ha. Đây phòng ngủ thứ hai thì cũng giống như phòng ngủ thứ nhất ha quý khách hàng. Cửa là cửa nhôm lọng kính luôn ha, tường ốp cao là 1,5 m, nền nhà thì được lót gạch đá ống kính ha, căn nhà thì được đóng la phong thạch cao, có để là cái phần này chúng ta gắn máy lạnh vào luôn ha. Đó, chúng ta tiếp tục qua phòng ngủ thứ ba. Đây phòng ngủ thứ ba quý vị khách, đây cũng giống như phòng ngủ thứ nhất và phòng ngủ thứ hai luôn ha. Cửa thì cửa nhôm nè. Đó, nền thì được lót gạch đá bóng kiến, tường ốp cao 1,5 m, sơn màu trắng nha, trần nhà được đóng la phong thạch cao, đèn hộp. Vâng vâng. Thì chúng ta có sẵn cửa sổ luôn ha. Đó, chúng ta ở bên đây thì chúng ta có 2 cửa sổ, 3 cửa sổ ha. Đó, không khí lợi lấy không khí ha. Đó, rất là thoáng mát luôn, có trang bị sẵn rèm cửa luôn ha quý khách hàng. Đây là không gian phòng bếp của chúng ta ha, rất rộng rãi luôn. Đây, đây là kệ bếp ha, kệ bếp được dán gạch ha. Đó, có kệ tủ trên, kệ tủ dưới ha, rất là tiện lợi cho quý vị khách hàng luôn. Có lavabo, rửa chén, rửa rau, rửa tay ha. Hiện tại là nhà có sẵn điện nước luôn ha quý khách hàng. Và giá rao bán của căn nhà là 1,6 tỷ, thuộc là xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Và phần sau của chúng ta, đây mời quý vị khách hàng, đây phần phía này là chúng ta lắp máy giặt theo như thế này, lắp máy giặt và một toilet rộng rãi dùng chung cho cả gia đình ha. Đây rất là rộng rãi luôn. Đây là lavabo rửa mặt ha. Đây là vùng cầu vòi tắm vân vân. Chúng ta tiếp tục phần phía sau của chúng ta
cửa là cửa sắt nè, ống kính ha, rất là chắc chắn luôn. Sàn sau của chúng ta để tận dụng là phơi đồ ha. Đó. Vâng, thì giá là 1.600.000.000 nha quý khách hàng. Thì quý vị khách hàng xem review căn nhà này, thấy yêu thích căn nhà này, muốn xem trực tiếp căn nhà này thì hãy liên hệ với chúng tôi ha. Thì quý vị sẽ quay một vòng nữa ha, vòng nữa. Chúng tôi xin nhắc lại, tổng diện tích của căn nhà là 154.6m², có mặt ngang phía trước tiếp giáp đường là 6m, có chiều dài là 25m, có sẵn là 102.7m² là đất hữu cư ha, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Nhà thì có xin giấy phép xây dựng đầy đủ ha, quý hàng có sẵn sổ luôn. Thuộc là Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, là cách trường cao đẳng Bến Tre khoảng 200m, cách huyện lộ 173 mới khoảng 1 km, cách bến xe Bến Tre là khoảng 1 km, thì cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng là 3 km ha. Thì quý vị khách hàng xem review thấy yêu thích căn nhà này, muốn xem trực tiếp căn nhà này thì hãy liên hệ với chúng tôi ha. Chúng tôi sẽ dẫn quý vị khách hàng là xem trực tiếp căn nhà và cho gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay căn nhà đẹp này ha. Sẵn sổ, có thổ cư. Vâng, cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi review ngày hôm nay. Thì cuối lời xin kính chúc quý vị khách hàng luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo.